tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giữa nhộn nhịp sôi động, cuộc sống hiện đại, công viên văn hóa Đầm Sen thật không ngoa khi mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố, điểm thư giãn lý tưởng cho mọi người, mọi nhà. Bước qua bức tường rào xanh rì cây lá của công viên, bạn sẽ như lạc vào một thế giới không bụi khói, không tiếng ồn, không khí trong trẻo hơn nhờ cả một quần thể cỏ cây hoa lá luôn được chăm chút tỉ mỉ bởi đội ngũ nhân viên của công viên. Nói đến không gian Đầm Sen, không thể không nhắc đến diện tích mặt hồ thoáng đãng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thư giãn trên những chiếc thuyền thiên nga, đón những làn gió mát rượi mà phóng tầm nhìn ra những rặng cây xa tích tấp hay những búp sen hồng vừa chớm nở. Với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng ấy, phải chăng người ta đã nghe được tiếng lòng nhau và tình cảm con người cũng được thăng hoa hơn? Đó có lẽ là lý do mà bao năm qua Đầm Sen luôn được các đôi lứa yêu nhau chọn làm nơi ghi dấu tình yêu của mình. Hòa mình trong thế giới tự nhiên tại Đầm Sen, ngoài những bài học thực tiễn về thế giới động vật, thực vật, các bạn thiếu nhi còn được thưởng thức những tiết mục xiếc thật đặc sắc và giao lưu với những người bạn của rừng xanh. Đặc biệt, các nội dung vở diễn luôn được chăm chút, vui nhộn nhẹ nhàng, nhưng qua đó, các em sẽ được học những bài học thật bổ ích về ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Những nụ cười trẻ thơ như thế này luôn là phần thưởng quý giá nhất đối với ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Đầm Sen. Đó cũng là động lực mạnh mẽ khiến công viên văn hóa Đầm Sen không ngừng tìm tòi sáng tạo và thường xuyên tìm hiểu giao lưu với các công viên lớn ở nước ngoài để kịp thời đưa về phục vụ du khách những trò chơi vui nhộn nhất, hấp dẫn nhất, hiện đại nhất. Hiện nay, công viên văn hóa Đầm Sen đang sở hữu bộ sưu tập lên đến hàng trăm những công trình trò chơi giải trí. Là đơn vị đầu tiên đưa loại hình nghệ thuật băng đăng đến với Việt Nam, kể từ năm 1998 đến nay, băng đăng Đầm Sen luôn là điểm nhấn không thể bỏ qua khi du khách đến với Đầm Sen. Băng đăng, một chuỗi tác phẩm điêu khắc bằng băng hết sức đặc biệt, một sự kết hợp tinh tế các danh thắng bậc nhất thế giới và Việt Nam. Các hạng mục công trình trong băng đăng luôn được đổi mới qua từng năm, từ những danh thắng trong nước như chùa Một Cột, tháp Rùa, chợ Bến Thành, cho đến các kỳ quan thế giới như Kim Tự Tháp, Khải Hoàn Môn, Tháp Nghiêng. Đó là lý do để du khách đến Đầm Sen xem băng đăng một lần rồi vẫn còn muốn đến xem nhiều lần nữa. Sôi động, cuồng nhiệt, phải kể đến là các hoạt động diễn ra ở các sân khấu tại Đầm Sen. Các tiết mục luôn được đổi mới, đa dạng và hấp dẫn với sự tham gia của rất nhiều ca sĩ, diễn viên trong và ngoài nước. Sân khấu nhạc nước, một mô hình sân khấu hiện đại, một nét đặc trưng của hệ thống sân khấu của Đầm Sen, chương trình ca nhạc, chiếu phim laser là sự kết hợp độc đáo giữa màn hình nước, hình ảnh laser nhiều sắc màu, đường nét, lả lướt theo những giai điệu âm nhạc khác nhau. Sân khấu ngôi sao là nơi gặp gỡ giao lưu với các ngôi sao, các chương trình, chat với thần tượng, gặp gỡ các ngôi sao tin. Sân khấu thiên thần dành riêng cho các em thiếu nhi với những chương trình ca nhạc thiếu nhi, những show diễn mới lạ hấp dẫn do các diễn viên sân khấu kịch Edicap dàn dựng và biểu diễn. Bên cạnh đó, các em còn được gặp gỡ, giao lưu cùng những nhân vật trong truyện cổ tích và gia đình mascot Đầm Sen trong show diễu hành Đầm Sen Thế Giới Tuyệt Vời Đầy Màu Sắc. Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, công viên văn hóa Đầm Sen luôn tiên phong trong các hoạt động gắn liền với các sự kiện văn hóa trong và ngoài nước. Công viên văn hóa Đầm Sen luôn biết cách làm mới, tôn tạo thêm những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc, văn hóa các nước để trở thành những nét riêng, đặc sắc cho chính mình. Một Tết Nguyên Đán với chủ đề lì xì chúc phúc sung túc cả năm, với hy vọng mang lại cho quý du khách một thông điệp năm mới đầy hứng khởi và may mắn. Một Valentine nồng nàn lãng mạn, một quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 với nhiều hoạt động đặc sắc, những ưu đãi dành riêng cho giới nữ. Tết Khmer với các hoạt động thật đặc trưng. Một khí thế hào hùng của ngày giải phóng đất nước trong ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Các hoạt động cho thiếu nhi nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và hè cũng rất phong phú và đa dạng, mang nhiều ý nghĩa xã hội như chương trình sách trao tay. Công viên văn hóa Đầm Sen đã trở thành cầu nối yêu thương để đem niềm vui đến với trẻ em hiếu học ở các vùng sâu, vùng xa.
Chương trình lễ hội song sinh được tổ chức liên tục trong nhiều năm nay đã tạo nên một sân chơi hấp dẫn mới lạ, thu hút hơn 1.000 cặp song sinh tham gia mỗi năm. Hòa cùng niềm vui của đất nước, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen đã trở thành một ngày hội non sông tưng bừng hào khí dân tộc. Nếu bạn muốn có một Halloween thật kỳ bí thì đừng quên ghé đến Đầm Sen vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Và điều chúng tôi muốn bạn nói trước khi ra về là thật ấn tượng. Nét đẹp phấn trắng là cuộc thi đã trở thành thương hiệu của Công viên Văn hóa Đầm Sen như một lời tri ân thiết thực nhất đến với quý thầy cô, những người lãnh sứ mệnh trong người cho xã hội. Những Noel ngọt ngào, chào đón Tết Dương lịch tại Đầm Sen không những chỉ ngọt ngào bởi những kỷ lục về chiếc bánh kem khổng lồ mà còn có cả một khung cảnh ngọt ngào lãng mạn với các hoạt động thật dễ thương, tạo tiền đề những hạt mầm tình yêu có dịp sinh sôi nảy nở, chào đón xuân về. Công viên Văn hóa Đầm Sen thật vinh hạnh được thành phố chọn là một trong những điểm phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các ban ngành tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ bà con trong những ngày lễ lớn. Pháo hoa Đầm Sen luôn có những sáng tạo riêng như được bắn trên mặt hồ, kết hợp với biểu diễn ca nhạc, biểu diễn trống, biểu diễn âm thanh, ánh sáng, thuyền đăng. Vì vậy luôn được xem là hoạt động nghệ thuật đặc sắc nhất, được ủng hộ nhất. Có lẽ ít đơn vị nào lại có được nhiều hoạt động ẩm thực như tại Đầm Sen. Được lợi thế trực thuộc hệ thống Công ty Du lịch Phú Thọ, một đơn vị với hàng chuỗi những nhà hàng khách sạn nổi tiếng trên toàn quốc, nên hoạt động ẩm thực tại Đầm Sen đã được nâng tầm trở thành văn hóa ẩm thực. Với ẩm thực đất phương Nam, Ngày hội ẩm thực Phú Thọ Tourist đặc biệt là ẩm thực với các món ngon Đầm Sen. Với ẩm thực sen hoạt động vào các ngày cuối tuần sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới về ẩm thực. Nếu không có nhiều thời gian, bạn vẫn có thể tìm đến với cà phê vườn đá của Đầm Sen. Với khung cảnh hữu tình, âm nhạc du dương, thực đơn phong phú sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Công viên Văn hóa Đầm Sen luôn chú trọng đến việc chăm sóc khách hàng, không chỉ mong muốn quý du khách đến với Đầm Sen để có được những niềm vui, có được không khí gia đình đầm ấm, có được sự thư giãn thật sự trong khung cảnh thiên nhiên trong lành, mà còn muốn nhân đôi niềm vui đó bằng những hoạt động khuyến mãi thật thiết thực luôn đi kèm theo các sự kiện trong năm. Nếu bạn muốn nhận được nhiều ưu đãi nhất, hãy đến Đầm Sen vào thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 mỗi năm. Đó luôn là mùa khuyến mãi lớn nhất trong năm của chúng tôi. Với mục tiêu đem lại sự hài lòng cho du khách, Công viên Văn hóa Đầm Sen luôn mong muốn để lại trong lòng du khách một ấn tượng. Đầm Sen, thế giới tuyệt vời.